Thưa quý vị và các bạn, đề án số 07 ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thu hút trí thức trẻ là con em đồng bào các dân tộc của tỉnh tình nguyện về công tác tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để giúp cấp ủy chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội. Sau một năm thực hiện, đề án đã đem lại những kết quả khả quan. Đây là điều kiện để tỉnh phát huy nguồn nhân lực đã được đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, tạo cơ hội để đội ngũ tri thức đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương Hà Giang ngày một phát triển. Phản ánh của phóng viên chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giữa cái nắng đầu hè gay gắt, nhưng chị Nguyễn Hồng Nhung, một trí thức trẻ của đề án 07, hiện đang công tác tại xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, vẫn đang cùng nông dân đi kiểm tra tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại lúa và hoa màu ở cánh đồng thôn Tiến Thành. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, chị Nhung đăng ký tham gia đội ngũ trí thức trẻ của tỉnh, tình nguyện đến công tác tại các xã đặc biệt khó khăn. Tháng 3 năm 2014, chị Nhung được phân công về xã Đông Thành, huyện Bắc Quang với nhiệm vụ phụ trách mảng nông lâm nghiệp và công tác văn phòng tại bộ phận một cửa của xã. Là một kỹ sư nông nghiệp, chuyên môn vững, lại nhanh nhẹn, nhiệt tình, cô gái này đã gây ấn tượng khá tốt đối với bà con nông dân. Từ kiến thức đã học được, cô tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, với mong muốn giúp người dân nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập, thoát khỏi nghèo đói. Nhung đã xây dựng được một số mô hình như trồng lạc, trồng ngô cao sản, được người dân tin tưởng, yêu quý. Sau một năm làm việc ở cơ sở, Nhung đã thực sự trưởng thành về mọi mặt. Nói chung là từ khi cô Nhung về đây, xã chúng tôi, người dân chúng tôi, thì cô Nhung cũng phổ biến về cách thức chăm sóc cây lúa này, cây ngô này, cây cam này, cây lạc, cây vừng. Thì nói chung là có dự biết cách phòng bệnh và trồng cấy. Qua thời gian tìm hiểu thì tôi đã nắm được tình hình sản xuất nông nghiệp ở xã. Và trong lĩnh vực trồng trọt ấy, thì tôi đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân xã chuyển đổi những diện tích lúa mà không chủ động ngấm nước tưới sang trồng lạc, trồng ngô. Đấy, trong lĩnh vực chăn nuôi thì lúc trước bà con không có khái niệm là dự trữ thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Vậy khi về xã thì tôi đã hướng dẫn bà con kỹ thuật ủ thức ăn. Đông Thành là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Quang, được huyện phân công hai trí thức trẻ, một phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và một kế toán thu ngân sách. Từ khi làm việc tại xã, hai trí thức trẻ đã bắt nhịp được với công việc và có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn xã. Trẻ, có trình độ, có năng lực và nhiệt huyết đối với công việc. Đó là những nhận xét của cán bộ xã và người dân khi nói về các cán bộ trẻ này. Qua mà hai trí thức trẻ về công tác tại xã thì tôi thấy rằng là đối với hai đồng chí vừa học ra trường, nhưng mà hai đồng chí bởi vì tâm huyết đối với cơ sở, đối với địa phương, mà tâm huyết đối với đại nghề nghiệp của mình, thì tôi thấy rằng là năng lực đồng chí là đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năng học tập, rồi thì cầu mong tiến bộ, là luôn xuống cơ sở, năng động xuống cơ sở. Mà xuống cơ sở có gì vướng mắc là cũng hỗ trợ anh em chuyên môn, đặc biệt nhất là ở thôn bản, để mà là hướng dẫn cho người ta. Thực hiện đề án 07 của tỉnh ủy, có 212 trí thức trẻ được hợp đồng và phân công về 140 xã đặc biệt khó khăn của 10 huyện. Trong đó, 72 xã được bố trí 2 người, còn 68 xã được bố trí 1 người. Theo đó, huyện Bắc Quang được tiếp nhận 8 trí thức trẻ về công tác tại 4 xã đặc biệt khó khăn là Đức Xuân, Thượng Bình, Đồng Tiến và xã Đông Thành. Tại các vị trí công tác, các cán bộ trẻ đều thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, có ý thức vươn lên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong một năm thực hiện thì có thể đánh giá chung là các trí thức trẻ cũng đã bước đầu và phát huy được cái vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương. Các trí thức trẻ xuống các xã thì cũng đã tích cực chủ động cùng bà con nhân dân, cùng với tập thể xã và bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại các xã. Và cho đến nay thì các trí thức trẻ tại các xã cũng đang phát huy rất tốt cái vai trò xung kích sáng tạo của mình. Hai trí thức trẻ Bế Hồng Quân tốt nghiệp Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Phan Thị Lý tốt nghiệp Đại học Văn hóa hiện đang công tác tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, được giao nhiệm vụ phụ trách địa chính nông nghiệp và phụ trách văn hóa xã. Dù điều kiện đi lại sinh hoạt còn khó khăn,
nhưng cả hai vẫn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo xã tin tưởng. Mong muốn nhất của các trí thức trẻ tình nguyện là sau khi hoàn thành đề án 3 năm sẽ được tuyển dụng vào biên chế chính thức. Cũng rất mong tỉnh và nhà nước có một cái cơ chế đặc thù để tôi ổn định công tác lâu dài. Huyện Vị Xuyên cũng được tiếp nhận 32 trí thức trẻ về công tác tại 16 xã đặc biệt khó khăn của huyện, với các lĩnh vực phụ trách về văn hóa xã hội, tài chính kế toán, địa chính nông nghiệp, môi trường, văn phòng thống kê và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá của Phòng Nội vụ huyện, hầu hết các trí thức trẻ đều vững về chuyên môn, nhiệt huyết và nhanh thích ứng với công việc. Tuy vậy, có hạn chế chung là thiếu kinh nghiệm thực tế nên còn bỡ ngỡ trong công việc, nhất là những việc hành chính công vụ. Điều đáng quý nhất là họ đều rất nỗ lực để khẳng định bản thân. Qua một năm công tác thì đối với các thiếu trẻ được phân công tại các xã thị trấn đã cơ bản là thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ được giao cũng như là cái công việc được phân công ngay từ ban đầu theo quyết định của ban nhân tỉnh về hoạt động tại cơ sở, cũng đã giúp cho cơ sở một số cái nhiệm vụ, nhất là về tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình kế hoạch về kể cả như chương trình phát triển hàng năm cũng như là chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã thị trấn. Huyện Quản Bạ có 16 trí thức trẻ, trình độ cao đẳng, đại học về nhận công tác tại 11 xã đặc biệt khó khăn của huyện. Trong quá trình công tác, một số trí thức trẻ đã chủ động đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương. Đây là mô hình trồng đậu thương phẩm của anh Dương Xuân Ba, trí thức trẻ tại xã Thanh Vân. Với kiến thức đã học được tại trường cao đẳng nông nghiệp Thái Nguyên, anh Ba đã mạnh dạn đề xuất với xã xây dựng mô hình trồng màu để bà con trong xã học tập làm theo. Sáng kiến của anh Ba hầu hết đều được người dân đón nhận và tham gia. Tôi cũng đã thường xuyên xuống cơ sở và thường xuyên nắm bắt được những loại cây trồng. Và mới đây thì tôi cũng đã thực hiện làm một cái mô hình. Đây là mô hình đậu trạch cô ve cao sản. Là đây là một cái giống mới, thì qua đó thì cũng nhận được cái sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con, và kết quả là cũng có cho năng suất và cao hơn những cái loại đậu bình thường. Thì đến nay thì cơ bản các cái trí thức trẻ đã nắm bắt được cái công việc tại cơ sở. Qua đánh giá có 16 trí thức trẻ thì có 14 trí thức trẻ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn 2 trí thức trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Qua 1 năm hợp đồng công tác ở cơ sở, các trí thức trẻ cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng kiến thức vào việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của 212 trí thức trẻ trong năm 2014 có 18 đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 157 đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 30 đội viên hoàn thành nhiệm vụ và 1 đội viên không hoàn thành nhiệm vụ, 2 đội viên chưa đủ cơ sở đánh giá và 4 đội viên bỏ việc. Để các trí thức trẻ yên tâm cống hiến, tỉnh đã có giải pháp và cơ chế chính sách đối với các trí thức tình nguyện sau khi kết thúc đề án 07. Theo quy định của đề án của tỉnh thì mỗi 1 năm thì ký hợp đồng 1 lần đối với đội ngũ trí thức trẻ. Sau 1 năm trở đi thì nếu như mà trí thức trẻ nào có đủ điều kiện và ở xã, ở huyện có biên chế thì sẽ tiến hành tuyển dụng các trí thức trẻ này vào biên chế nhà nước. Ban quản lý dự án của tỉnh sẽ nắm chắc danh sách cán bộ công chức của từng xã. Vì vậy khi có biến động về cán bộ công chức nghỉ hưu hoặc là chuyển công tác thì cái việc tuyển người bổ sung vào cái lực lượng này thì sẽ dành để ưu tiên tuyển dụng các trí thức trẻ theo cái đề án của tỉnh. Đề án 07 với mục tiêu tăng cường lực lượng cán bộ trẻ có trí thức được đào tạo bài bản về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn là rất cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, đó cũng là chiến lược sử dụng con người nhằm từng bước nâng cao chất lượng cán bộ công chức của tỉnh vì một Hà Giang phát triển.